Và hôm nay chúng ta sẽ nghiên cứu về thiên đàng. Thiên đàng, đặc biệt là vị trí của thiên đàng ở 12 cung. Thế bây giờ ta sẽ phải điểm qua điểm lại về sao thiên đàng. Về cái hợp cách của cái anh sao thiên đàng ấy, thì do tính chất anh là sao phúc tinh, anh là sao phúc tinh. Thế nên khi mà nhập tại cung mệnh thì tính tình chủ là người đôn hậu. Đặc tính của thiên đồng là người lạc quan, có tinh thần vui vẻ, tươi trẻ, lúc nào cũng yêu đời, lúc nào cũng hí hửng, cũng nhí nhảnh, luôn có một cái sức sống mãnh liệt. Đây là sao thiên đồng, tức là cái sức sống người ta được thể hiện rất là rõ trong cái tâm tưởng người của thiên đồng. Đó là yêu đời, yêu ca hát, yêu nghệ thuật, yêu con người, thích đó đây, thích mở mang đầu óc, có niềm tin vào cuộc sống, niềm tin với mọi người, niềm tin với tâm linh. Thiên đồng cũng là một trong những bộ sao mang nhiều cái tính chất đa dạng và phức tạp. Ví dụ như khi tính phúc của thiên đồng nổi lên thì nó đi theo với nó là tính thiện. Tính phúc của thiên đồng nổi lên thì đi với nó là tính sự tử tế. Rồi tiếp theo ấy, ngoài tính phúc thì đó là tính phiêu. Thì tính phiêu của thiên đồng, một thì nó là nghệ sĩ, hai nó là đứa trẻ ăn chơi. Thế nên là thiên đồng nhập về cái cung mệnh luôn mong muốn người khác chú ý đến mình. Thì thiên đồng nhập về cung mệnh thì tính tình là cầm đèn chạy chiếc ô tô. Thiên đồng mà nhập về cái cung mệnh thì người ưa làm việc thiện, thích đó đây, thích vui vẻ, thích tụ tập bạn bè, thích ăn nhậu, thích hát hò, thích thể dục thể thao, thích rất nhiều thứ. Đấy là thiên đồng, và đặc biệt là thích giúp người khác. Thì tính phúc của thiên đồng nó bao trùm. Thế vậy nên là thiên đồng nó có cái tính tâm linh cao. Thế nhưng mà tính tự giác là sẽ hơi thấp. Thì ta phải hiểu rằng chữ đồng ở đây á, nó là đứa trẻ nhé. Đồng là đứa trẻ. Như vậy là đứa trẻ thì nó sẽ làm việc là theo cảm hứng và sống là theo cảm xúc. Thế nên là rất nhiều người khi mà mệnh được thủ cái đất thiên đồng thì họ có cái chất nghệ sĩ ở trong người mình, có cái chất nghệ sĩ khá là chất chơi người rơi đấy, chính là sao thiên đồng. Xin thưa thì thiên đồng nó quản về phúc chứ không quản về tài, thế nên nó chủ về phúc đức, chủ về tuổi thọ, cai quản chính là cai quản cung phúc đức. Đó, thiên đồng thì mang nhiều cái đặc tính của sự thay đổi, nhiều đặc tính của sự giúp đỡ, nhìn chung nổi trội thì nó mang trong mình cái sứ mệnh là phục vụ, mang trong mình cái sứ mệnh là phụng sự. Thì đây là hai cái sứ mệnh rất cao cả của sao thiên đồng. Đấy, đó là cái đặc tính rất chung của sao thiên đồng. Thế nên mà khi mà cái mệnh ấy mà có tổ cách của sao thiên đồng thì thường cái con người này sinh ra để phục vụ người khác, để phụng sự người khác, phụng sự một cái sứ mệnh gì đó, và đóng ở một cung, ví dụ như là cung quan đi, nó cũng thể hiện cái điều này. Thiên đồng chủ về năng vi thay đổi, nó như là thời tiết. Thế nên là khi mà nó như đứa trẻ thì nó thay đổi liên tục à, có khi là vừa mới vui thì nó chuyển sang trạng thái là buồn ngay, đó, đang khóc lại cười ngay. Đấy là đặc tính của sao thiên đồng. Ở thiên đồng thì ngũ hành là thuộc thủy, nó nghiếu địa tại hai vị trí, đó là cung dần và cung thân. Thì ở vị trí này thì thiên đồng sẽ đi với thiên lương. Về đặc tính của sao thiên đồng tại 12 cung như sau. Để chúng ta nhìn vào một cái thiên bàn lá số để chúng ta sẽ thấy khá là rõ cái tính của thiên đồng. Tính của thiên đồng thì đầu tiên tại cung hợi này nó đi đơn thủ, đồng đơn thủ. Tiếp theo là về đến cung tý đi cùng với sao thái âm, tạo thành cái cách là thiên đồng thái âm tại tý. Về đến cung sửu nó gặp với sao cự môn, tạo thành cái cách cự đồng. Đi đến cung dần nó gặp cùng thiên lương, tạo thành cái cách đồng lương dần thân. Tiếp theo về cung mão nó đơn thủ một mình. Về đến cung thìn là đơn thủ một mình. Rồi đương nhiên từ cung tỵ đến cung tất giống hệt bên kia, đối cung ngược lại.
Đây là vị trí của sao Thiên Đồng trong đồ hình lá số 12 cung. Thiên Đồng chủ về cái sự thay đổi, chủ về cảm xúc, chủ về cảm giác. Thế nên dùng cái cảm xúc để chi phối tất cả mọi việc, quyết định tất cả mọi việc bằng sao cảm xúc. Thế đây là đặc tính của sao Thiên Đồng. Cái này nó sẽ ngược với sao Tham Lam. Tham Lam người ta sẽ dùng lý trí rất là cao, thì Thiên Đồng lại dùng bằng cái tình cảm. Đấy là đặc tính của sao Thiên Đồng. Dù đứng bất cứ vị trí nào trong qua tử vi, sao Thiên Đồng và sao Tham Lam luôn bị hợp với nhau. Một bên là phúc tính, một bên là dâm tính, đạo hóa tính. Hai cái này tự nó khắc chế lên nhau. Một cái là bản năng con người, một cái là vốn sinh trời sinh. Đó là cái Thiên Đồng nó luôn nhị hợp với sao Tham Lam. Vậy là cả hai anh Đồng và anh Tham đều mang cái tính tâm linh cao, đều mang cái tính trừu tượng cao. Thế nhưng Thiên Đồng mang tính chất ôn hòa hơn, nhẹ nhàng hơn, phóng khoáng hơn. Và đặc điểm của sao Thiên Đồng là ưa sự tự do, thích cái sự sức nổi. Đàn ông mà mệnh mà có sao Thiên Đồng đơn thủ, nếu như tam hợp cung Quan, cung Tài, cung Thiên Di có sao Hồng Loan hoặc có sao Đào Hoa chiếu về, thì đây là cái cách của những người có năng khiếu thiên bẩm, xin thưa như thế. Năng khiếu của Thiên Đồng thì thiên hướng về mảng nghệ thuật nhiều hơn. Cái nghệ thuật này sẽ được phát huy phát triển theo cái hướng sáng tác, sáng tạo, nếu như mà Thiên Đồng đi cùng với bộc Đào Hồng nhé. Thế đây là cái đặc tính của Thiên Đồng mà gặp Đào Hồng. Về cái vị trí của sao Thiên Đồng, sao Thiên Đồng ở đâu nó có cái đẹp riêng, ở đâu nó có cái xấu riêng của nó. Do là cái tổ hợp sao Phúc Tinh mang tính chất là giải ách trừ tai, mang tính chất là phục vụ phụng sự, mang tính chất của một đứa trẻ năng vi thay đổi. Thế nên Thiên Đồng sống nhiều bằng cảm xúc, quyết định bằng cảm xúc, không sống bằng lý trí, thì chúng ta chú ý như vậy. Và ngay bây giờ là chúng ta sẽ chuyển sang Thiên Đồng khi đi về từng cung một trước. Thì đầu tiên khi mà Thiên Đồng nhập về mệnh ấy, thì chúng ta phải khẳng định rằng cái con người ta sẽ béo tốt. Nếu như gặp đại tiểu hao thì người gầy má móc. Còn Thiên Đồng đơn thủ là béo tốt đẫy đà. Đó, béo tốt đẫy đà. Cũng có những trường hợp gặp song heo thì người sẽ lùn và hơi béo. Đó là sao Thiên Đồng. Mắt sẽ to, nhưng thường là mắt một mí, thân đậm, người dày. Tay chân là rất dày, bàn tay bàn chân Thiên Đồng là dày. Người cũng đa mang túc thủy, tức là nhiều lông lá trên người là sao Thiên Đồng. Thiên Đồng đặc tính thì mắt to, da rất trắng, tóc tai là thưa, đây là sao Thiên Đồng nhập về mệnh. Thì người Thiên Đồng thì dáng đi khoan thai, chậm chạp nhưng chắc, đi đến đâu là chắc từng bước một. Thì đấy là Thiên Đồng. Đàn ông thường lưng sẽ cũng hơi gù một tí là Thiên Đồng ở cung mệnh. Mặt cằm là thường sẽ bạnh ra là Thiên Đồng. Thì về cái sao Thiên Đồng, cái thói quen là thích vui thú điển viên, thích đi đây đi đó, thích mở mang cái đầu óc. Nó là cái bộ sao mang tính động rất là cao. Và cái tính động này nó sẽ bao trùm cái sao Thiên Đồng khi nó nhập về đại vận 10 năm cũng như là tiểu hạn 1 năm. Nếu như là trong cái tổ hợp Thiên Đồng mà hội được cát hóa là khoa quyền lộc hay như lục cát tả hữu xương khúc khôi việt, thì đây là tín hiệu vui, thì tin vui. Thiên Đồng cũng là một trong những bộ sao rất tâm linh. Thế nên đây cũng là căn cơ, là tiền đề để nhiều người khi mệnh có Thiên Đồng họ đi vào cái thế giới tâm linh riêng. Ví dụ là Thanh Đồng Động Quan phụ sự Tam Thứ Phủ, hay như thầy bói, thầy phù thủy, thầy phong thủy, thầy tử vi, thầy tướng số. Vì Thiên Đồng rất đam mê những cái mơ hồ các bạn ạ. Rất đam mê cái mơ hồ, đi tìm được một cõi tâm linh. Thiên Đồng chủ về cúng bái. Nếu đồ ăn đó là đồ thuộc thủy, chủ về đồ dưới nước. Ví dụ là tôm, cua, cá, ốc, hến, ngao, sò. Còn về tâm linh nghĩa là thoải phủ. Tâm linh nghĩa là thoải phủ, có căn với thoải phủ đấy, có nhân duyên với thoải phủ đấy nha. Đặc tính của sao Thiên Đồng nếu hội được khôi việt tả hữu thì làm thầy bói rất giỏi. Cái này giống sao Tham Lam, thích bói toán, thích tâm linh, sẽ được tiệm cận với tâm linh rất nhiều. Thiên Đồng chủ về phúc thọ. Khi Thiên Đồng nhập cung phụ mẫu, thứ nhất là chủ về cha mẹ thọ trường. Thế cái này là cái rất là may mắn, cha mẹ thọ trường nha. Cha mẹ tính cách là người hiền lành, khoan dung, đức độ. Còn nếu như hội theo các bộ sao đào hoa khác, ví dụ như là Hồng Loan, ví dụ như là Thiên Diêu, ví dụ Mộc Dục của các bộ sao đào hoa, thì nó nói về nhân duyên ái tình của cha mẹ chúng ta khi cha mẹ còn trẻ nhá.
nói về hôn nhân của cha mẹ. Còn nhìn chung thiên đồng mang tính chất bao bọc. Thế vậy là thiên đồng khi đã nhập về cung phụ mẫu, đương nhiên cha mẹ sẽ chăm và rất chiều đúng số. Nha, chúng ta hiểu một điều như thế. Chúng ta phải hiểu một điều như vậy thì mới được. Tôi ví dụ những người mà phá quân cư cung thìn. Đây, chúng ta nhìn thật nhanh, không có thời gian. Phá quân cư về thìn, đây là đóng vào cung mệnh. Thì thiên đồng này nhập cung phụ mẫu. À, ý rằng thứ nhất là cha mẹ người này là sống thọ. Thứ hai là người đức độ bao dung. Thứ ba là bao che, che chở, bảo ban, thậm chí là nâng niu cưng chiều với người phá quân. Và các bạn hiểu vì sao phá quân dễ hư hỏng không? Đó là vì thiên đồng nhập cung phụ mẫu. Cha mẹ có thiên hướng là chiều chuộng, đấy là sao thiên đồng đó nhé. Rồi tiếp theo cái sao thiên đồng này khi đóng về cái cung phụ mẫu thì nó sẽ thể hiện cha mẹ sẽ có một thời gian về xa cách nhau, hoặc là quê quán cha mẹ là thường cách trở nhau là sao thiên đồng, hay như cha mẹ thường cách tuổi. Vì thiên đồng nó chủ về cách cách, có thể là cách trở về thời gian không gian, cách biệt về tuổi tác là sao thiên đồng nhé. Thế nhưng chắc chắn rằng cha mẹ ta là người sống thiện hiền lành, sống có phúc hậu để là phúc đức được cho con cháu, đấy là sao thiên đồng. Tiếp theo về cung phúc đức. Về cung phúc đức thì thiên đồng chủ thể hiện rằng tổ nghiệp ly hương. Thiên đồng cư đây là vượng phước, thiên đồng cư cung phúc là tốt phước. Thiên đồng mà cư về cái cung phúc đức thì tuyệt vời. Suốt cuộc đời người ta gặp nhiều may mắn, đi ra ngoài gặp bất cứ ai người ta đều che chở cho mình, đều giúp đỡ mình, đều bảo vệ mình. Đấy là cái tính, phúc của sao thiên đồng. Như vậy là nó về đúng cung của nó, đúng vị trí của nó. Thiên đồng mà cư cung phúc đức sẽ được sự bao che, che chở tâm linh cả nhà vợ lẫn nhà chồng. Thậm chí lấy vợ lấy chồng rồi phúc thế càng ngày càng dày lên, vợ chồng có thể sống chan hòa mà cùng thọ trường thọ cách. Thiên đồng cư phúc thì họ hàng nhiều người tổ nghiệp ly hương, đấy là sao thiên đồng nhé. Do cái thủy tính của sao thiên đồng, các cụ nhà này ngày xưa làm thầy nhiều, mộ mả lần nơi là tụ thủy, uống thủy nhiều nước nhé. Đó là đất sâu đất trũng, thủy thì phát tài. Vậy là cái thiên đồng cư đây là cũng là được coi là tiểu tài khố. Thế là họ tộc nhà này sinh ra những người buôn bán kinh doanh giàu có, chính là sao thiên đồng nhập về cung phúc đức. Rồi thiên đồng cư về cái cung phúc đức là còn rất nhiều ý nghĩa nữa, rằng tổ tiên nhà ta làm nhiều việc thiện lành, tu tập được phước báo, chính là sao phúc, sao thiên đồng nhập cung phúc đức này. Đó là sao thiên đồng có rất rất nhiều ý nghĩa. Thiên đồng là mồ mả là sinh nhiều, tức là đây, quy tụ được nhé. Quy tụ được mồ mả, tức là cái khu mồ mả của gia đình dòng họ này rất nhiều, có thể đạt đến 20 hoặc 30 ngôi mộ trong cái khu này. Đấy là sao thiên đồng nhá. Tiếp theo thiên đồng nhập về cung điền trạch. Thiên đồng nhập về cung điền thì chủ về thay đổi nhà cửa nhiều lần. Ngày bé thì theo thay đổi theo cha mẹ, lớn lên là tự mình đi học hành, lớn lên nữa thì đi thuê đi mướn, rồi thì mua nhà cửa, mua rồi bán đi mua chỗ khác. Đấy là đặc tính của sao thiên đồng, nó sẽ không cố định một chỗ về nhà cửa. Về vấn đề thứ hai, sao thiên đồng là tính thủy cạnh nhà, nhà cửa này thường là cạnh ao hồ đó, hoặc là nơi gần chốn tâm linh. Đấy là sao thiên đồng, đó là sao thiên đồng đó. Vì đền thờ cô bé, đền thờ cậu bé, đền thờ các chầu, đó là thiên đồng cung điền trạch. Cái tiếp nữa, thiên đồng cung điền nhà thường mang cái thiên hướng là ẩm và hơi thấp nhé. Nhà sẽ hơi thấp, nhà thường mang cái là hơi ẩm đó, dễ bị nồm, ngoài Bắc ta gọi là nồm đó, nồm ẩm. Nhà thường mang cái tính chất là hơi tối tăm vì tính đen, tính thủy của sao thiên đồng này nó ở cung điền trạch. Rồi đấy là sao thiên đồng. Thế còn về cái tổ cách của sao thiên đồng nhập vào cung điền trạch, tùy theo là nó gặp cái bộ gì nữa mà chúng ta mới quyết định rằng à đây là cung điền tốt hay cung điền xấu. Thế nhưng nhìn chung thiên đồng cũng rất phù hợp với cung điền trạch, nó thể hiện ra cái số lượng lớn về điền sản. Thứ hai là đất đai là rộng nha, đất rất rộng. Thứ ba là nhiều đất, nhiều nhà, đấy là sao thiên đồng. Sao thiên đồng có thể hôm nay ở cái nhà trong phố, ngày mai ở cái nhà ngoại ô đô thị đó, có thể hôm nay ở nhà ngoại ô đô thị, ngày mai là ở nhà trên vùng cao đồi núi ở đó, ở khu resort ở đó, là sao thiên đồng nhiều cung điền trạch. Và cái hơi hướng hơi thở, nếu như mệnh tài quan người ta vững thì phải tinh mật đường như thế này, người này sẽ có nhà ven biển nha. Đây là nhà ven biển, nhà ven hồ,
nó là Thiên Đồng cư cung điền Trạch. Đó, đi xem á, Thiên Đồng cư điền nhà chị chết ở Vinhome Ocean Park đúng không? Căn này 17-80 tỷ, kinh lắm. Ôi đúng rồi, lại thầy bạch thầy nhà con ở Vinhome Ocean Park, thầy đoán như thần. Đấy, nên là bắt đầu là tiếp tục xem tiếp, xem đâu là tin đến đây. Đấy là sao Thiên Đồng nha. Rồi à, tiếp theo sao Thiên Đồng nó mang ý nghĩa của tâm linh. Thế nên là khi nó nhập vào cung điền Trạch thì tôi nói rồi, thứ nhất Thiên Đồng, thứ nhị là sao tử vi đúng không, thì thường là phải có cái pháp thờ tại gia đó, có thể là thờ Phật này đó, thờ Thánh này, chúng ta thờ mẫu này đó, rất nhiều đó. Đây là sao Thiên Đồng. Và cũng có những người Thiên Đồng cung điền Trạch ở con rể là thờ bố mẹ vợ, bởi vì bố mẹ vợ không có con trai, nên đây là cái đặc tính rất hay. Nếu như Thiên Đồng là hội Khôi Việt đó, hội hoặc là Quan Phúc, thì đàn ông ấy đương số người ta có thể thờ cha mẹ vợ, thờ tổ tiên nhờ vợ nhờ mình, cái này là đạo hiếu thôi, chẳng có gì sai cả nhé, thờ được là tốt, không sao. Đặc tính của sao Thiên Đồng thì thường xuyên liên tục sửa sang nhà cửa, cơi nới nhà cửa đó, sửa liên tục, thay đổi liên tục. Có khi làm một cái bộ dàn ghế sofa rất là đắt đỏ, vài chục ngàn đô, thế nhưng mà người ta không thích thì lập tức người ta đem, người ta cho, người ta bán thanh lý gì đó để người ta thơm mua một bộ khác về. Đấy là sao Thiên Đồng, thay đổi liên tục, vì tính tâm linh nó rất là keo. Thế là cái người nào có sao Thiên Đồng cư điền ấy thì rất tin vào thầy bà, rất tin vào các thầy bà, hay nhờ thầy bà, thầy cúng, thầy bói, tử vi thì đến nhà liên tục là sao Thiên Đồng. Thiên Đồng gọi là tụ tập ăn uống thì trong nhà ắt có hai thứ, một là bể cá rất to đó, hai là cái tủ lạnh rất lớn. Thiên Đồng cứ ngẫm mà coi, đây là sao Thiên Đồng nha. Thế nên là họa vào mà gặp Thiên Đồng muốn cứu giải là phải lắp ngay cái bể cá, nó kê lại cái tủ lạnh thì tự nhiên mọi thứ nó sẽ yên, hiểu không? Có bể cá là tốt, khí gặp thủy là sẽ tụ mà, nên là bể cá. Về cái sao Thiên Đồng tiếp theo, nhưng mà sau cái cung điền Trạch là cung Quan Lộc nha, ở cái cung Quan Lộc thì ở cung Quan nó thể hiện ra một số các giá trị rất là đặc biệt. Khi tại cung Quan Lộc có sao Thiên Đồng, một đó là giá trị về phục vụ, thứ hai là phụng sự đó, hay còn gọi là giúp việc, cái phụng sự. Thế rất nhiều người mà cung mệnh cung Quan có sao Thiên Đồng, người ta làm trợ lý, làm trợ lý, làm thư ký, tôi gặp nhiều lắm. Cách đây vài năm, 3-4 năm tôi đã gặp một chị mệnh Thiên Đồng đó, chị là trợ lý trực tiếp của anh Lam, chủ tịch Sun Group đó, chị sinh năm 80, có mệnh Thiên Đồng đó. Thì cứ tiếp theo cái cung Quan Lộc sang Thiên Đồng thì công việc phải trải qua nhiều giai đoạn thăng trầm khác nhau nhé, nhiều sự thay đổi về công việc. Đây là sao Thiên Đồng. Cái tiếp theo cái sao Thiên Đồng này nó rất phù hợp với nhiều ngành nghề. Thứ nhất là mang tính chất là tâm linh, tôn giáo. Ví dụ như người ta đi tu làm vị hòa thượng cũng là cái Thiên Đồng cũng Quan Lộc đấy nhá. Hay người ta làm trong nhà xuất bản tôn giáo, người ta làm trong viện nghiên cứu Hán Nôm, rồi thì tất cả gì liên quan đến tôn giáo và tâm linh thì đều mang tính chất của Thiên Đồng. Cái thứ hai thì ngoài tính chất tâm linh tôn giáo này đó, ngoài tính chất tâm linh tôn giáo này, nó chính là tính chất sáng tác sáng tạo rất lớn. Nó sẽ bao trùm. Vậy nên là cái người có theo tâm linh tôn giáo đều là sáng tác sáng tạo. Có đi làm sư thầy tu trong chùa rồi thì vẫn văn thơ sáng tác là chuyện hết sức bình thường, đấy là thổ cách của anh sao Thiên Đồng, sáng tác sáng tạo. Trong cái xã hội mới bây giờ, sao Thiên Đồng rất phù hợp những ngành nghề mang tính chất là truyền thông giải trí nhé. Đó, advertising và entertainment, hai cái nghề truyền thông và giải trí rất phù hợp. Tiếp theo, cái sao Thiên Đồng có khả năng ngoại giao rất là tốt, ngoại giao rất là tốt, đối nội đối ngoại, uống rượu nói chuyện khéo. Thế nên nó sẽ phù hợp cái ngành nghề tiếp theo là mang tính chất là đối nội đối ngoại. Tại gọi là mấy em tránh văn phòng ấy, rất là hay, mang tính chất là tiếp cận với nhiều người, tiếp cận với nhiều lực lượng, tiếp cận với nhiều tầng lớp người, nhiều môi trường trong xã hội. Đấy là sao Thiên Đồng.
Thiên đồng là thể hiện sự thăng tiến và sự tin tưởng, bởi vốn dĩ nó là phúc tinh nha. Tuy rằng là một sao mang trong mình chính chất nghệ sĩ, thế nhưng thiên đồng này nó thể hiện cái sự nhiệt huyết trong công việc của người ta, rất nhiệt huyết, rất đam mê. Đấy là chính là sao thiên đồng nhập về cung quan lộc. Nếu như họ cùng các bộ sao như văn xương, văn khúc, văn tinh, phong cáo, tức là các bộ sao văn tinh đi kèm, thì nó sẽ phù hợp đặc biệt với nghề y dược, giáo dục. Nếu như thiên đồng này hợp với đào hồng thì hợp với người làm được nghệ thuật, phát triển ở dưới sâu biết được đó, ca sĩ, nhạc sĩ, họa sĩ, kiến trúc sư, kỹ sư xây dựng, mang tính chất là hội họa, văn chương, báo chí, tuyên truyền, nó chính là sao thiên đồng. Thiên đồng nó phục vụ mà, nó phục vụ đời sống về tinh thần, đời sống vật chất người ta, nó phụng sự cái tầng lớp bề trên, tức là nó làm phó rất là tốt là sao thiên đồng, nó làm phó rất tốt là sao thiên đồng. Thế nhưng mà làm trưởng nó sẽ hơi bị loại, bởi vì là nó sống theo cảm xúc, hoàn hành động thì theo cái bản năng cá nhân nó thôi. Thế nên là tập thể sẽ hơi bị hỗn loạn một chút khi mà cái mệnh hoặc tài quan của anh thiên đồng nó nhập vào. Đó là tính của anh sao thiên đồng, nó là như thế. Còn nếu hội các sao như là lộc tồn, hóa lộc, thiên trù, nói chung là cái đồ ăn đồ uống ấy, cái thằng này đi vào thì là chủ nhà hàng đó, chủ nhà hàng, chủ khách sạn đó, chủ khu resort, đây là sao thiên đồng. Mà chỉ cần anh Hồng Loan anh ấy chiếu về thôi, hội chiếu với thiên đồng đương nhiên theo nghệ thuật rồi, vẫn đi chắc chắn là nghệ thuật hội họa này, văn chương, nghệ sĩ, sáng tác, ca sĩ, nhạc sĩ, đây là sao thiên đồng. Thiên đồng thì dễ hư hỏng, rượu chè thì nhanh say, say rồi không kiểm soát được mình là sao thiên đồng. Và các bạn nhớ một điều là khi mà mệnh tài quan có anh thiên đồng, đặc biệt là mệnh, thì phải ví von một câu như thế này: nhà gần chùa gọi bụt bằng anh, nhà gần chùa gọi bụt bằng anh, nhà gần chùa gọi bụt bằng anh là sao thiên đồng. Nên đây là cái tổ cách của thiên đồng thư quan, còn rất nhiều thứ nữa, rất nhiều thứ nữa. Nếu như mà đồng này mà ở thể nuôi miếu vượng, tức là nó cư về hai cung dần thân, dần thân, chúng ta phải hiểu người này kinh doanh rất giỏi, buôn to bán lớn, làm doanh nghiệp cực kỳ khổng lồ và khủng khiếp đó. Như vậy là thiên đồng này nếu đi cùng với thiên lương này, làm chủ có doanh nghiệp về sản xuất về thuốc, sản xuất về đồ ăn thực phẩm đó, sản xuất rồi thì xuất khẩu đi, là thiên đồng thiên lương. Vậy là đồng lương mà nhập về cung quan lộc, nếu như đồng lương mà nhập về cung quan thì rõ ràng một cái điều rằng người ta làm cái gì cũng lợi, lợi như thế nào tí xét sau, thiên đồng thiên lương đấy, cung quan còn rất nhiều nữa nha, thiên đồng. Và trong cái vấn đề cuộc sống xã hội này, ở cái cung quan nó sẽ đối với phu thê này, thiên đồng này, thế đây là nhân duyên để người ta gặp gỡ nhau trong công việc nhé, để vợ chồng gặp gỡ nhau, đặc tính của sao thiên đồng. Thiên đồng mang tính chất là phụng sự và phục vụ. Đồng mà cư hai cung mão dậu, cư về hai cung tí ngọ, tí ngọ gặp được với sao thái âm, mão dậu thì đơn thủ, mà gặp phụng cát giải thân thì thường sẽ làm thầy, thường làm thầy. Hay hai cung tị hợi cũng vậy, đi cùng với giải thần, thiên đồng với giải thần nhá. Cho nên thiên đồng nó hơi bát nháo một tí, thiên đồng nó phải có cái phúc tinh đi kèm, quang quý rồi thì khôi việt, thiên quan thiên phúc đi vào thì, hoặc là long phượng mới được, nên nó thành cái tốt cách. Còn không là hơi bát nháo, sao thiên đồng nghe gần chùa với bùm răng anh thôi mà quay ai ra cái gì đâu. Đấy là sao thiên đồng. Cái thằng này là nói đùa như thật, và thật như đùa là anh thiên đồng này nhé. Thật như đùa mà đùa như thật anh sao thiên đồng này. Đấy, tí là tôi thiên đồng cho mọi người nghe. Rồi, tiếp theo thiên đồng nhập về cung nô vào. Thiên đồng nhập về cung nô thì thứ nhất nó sẽ giúp với cái cung thiên di về xuất ngoại đó, phò tá, trợ tá cho vấn đề xuất ngoại, đây là điều đương nhiên đó. Là có người giúp ta để ta được đi nước ngoài, thiên đồng cũng lưu vực. Cái thứ hai là rất đông bạn bè, cái điều này là không thể phủ nhận được, đông bạn bè, đặc tính người sau thiên đồng rất đông bạn bè, đa diện từ tầng lớp bạn bè,
Bạn bè là trong giới trí sĩ, nhiều văn chương, nhiều nghệ sĩ, nghệ thuật rất nhiều Thiên Đồng. Bạn bè giặt dẹo, bạn bè nghiện ngập cũng rất đông. Đây là đặc tính của sao Thiên Đồng. Rất đông bạn bè, đa dạng về các loại thành phần tầng lớp. Đó là sao Thiên Đồng. Đó là sao Thiên Đồng. Và tiếp theo Thiên Đồng mà nhập về cái cung nô bộc cũng là dạng thể là đào hoa ngầm một chút nhé. Có một chút đào hoa ngầm, chút thôi. Đó, tiếp theo là nếu như mà mệnh có nhiều sao đào hoa mà nhị hợp với cung nô này có sao Thiên Đồng, hay nói cách khác là mệnh Thăng Lang ở hai cung Thìn Tuất ấy, mà có thêm các sao đào hoa, đây là trạng thái của thay đổi nhân tình rất khủng khiếp. Có kể một anh một lúc yêu vài cô, một cô một lúc yêu vài anh. Đó, cái trạng thể này cung nô bộc có Thiên Đồng. Tiếp theo là cái thằng sao Thiên Đồng này nó có thể hiện bạn bè một cái tầng lớp là tầng lớp ăn chơi cực kỳ khủng khiếp luôn. Thế nên hết sức chú ý. Tôi bảo rồi, để đánh giá một con người còn phải xét cả cung nô bộc này, phải xét cả cung nô bộc. Không xét cung nô không có được, không xét cung nô không có được. Mệnh là một chuyện, thế đứng của thái tuế là một chuyện, còn cả cái cung nô bộc nữa, đúng không? Để xem cái tầng lớp bạn bè người nó như thế nào, ở trong cái diện như thế nào. Nô này ôm cái vòng gì, ôm thái tuế thì phải biết ứng xử với thái tuế, chọn thái tuế. Đó, nếu như nô là ôm vòng tăng ngôn, tăng quy điếu, phải ứng xử với tăng quy điếu. Đó, rồi ôm vòng thiên không, phải có cách ứng xử với thiên không. Ôm vòng thiêu âm, phải có cách ứng xử với thiêu âm, để xét rất kỹ. Bởi vì riêng cung nô bộc nó ảnh hưởng đến cuộc đời người đàn ông rất lớn, từ đặc biệt là trong công việc đấy. Thế nên xét về vị trí con người, rồi xét về đặc điểm công việc mà con người cần phải xét rất tỏ tường cung nô bộc nữa. Đặc biệt cung nô bộc là cung trợ phò tá, trợ năng, trợ tá cho cung thiên dịch, để chúng ta đánh giá này có xuất ngoại được hay không. Đó, nha. Và hay là xét cái con người này ở cái tầng nào trong xã hội, tầng nào trong xã hội thì phải xét cái cung nô. Các cụ ở gió tầng nào, mây tầng đó, mây tầng nào là gió tầng đó ngay. Vì thế nên là cái những người xung quanh mình sẽ một mặt phản ánh cuộc đời của mình. Đối tượng bạn gặp, đối tượng bạn chơi, đối tượng mà tiếp cận sẽ thể hiện ngay năng lực trình độ của bạn. Đó, cung nô bộc. Và cái sao Thiên Đồng thì nó thể hiện quá nhiều các mối quan hệ, đủ thành phần, đủ tầng lớp. Văn nghệ sĩ có, tầng lớp ăn chơi có, không thiếu cái gì cả. Người ngoan có, người hư hỏng có. Thế nên Thiên Đồng cung nô ta phải nói rằng nó phức tạp, nó rất phức tạp về các mối quan hệ, nó về cái tầng bạn bè của người này Thiên Đồng. Nếu cái Thiên Đồng mà sáng sủa, bạn bè sẽ hay giúp đỡ. Còn Thiên Đồng mà xấu, Thiên Đồng mà xấu, hội thêm các bộ sao ám tinh, các bộ sao ăn chơi và những điếu khách thuộc hỏa này, cự môn thuộc thủy này, hóa kỵ thủy này, thiên diêu linh tinh mà hội hợp vào cái cung nô bộc, thậm chí gặp địa kiếp. Đương nhiên rồi, khi mà gặp nhiều sao xấu, đặc biệt là anh kiếp này, anh kỵ linh tinh, thì con người này không ăn chơi cũng giặt dẹo, số sẽ phải tù đầy. Mặc dù mình tài quan có đẹp đến đâu đi chăng, chắc bị người khác phá hư hỏng hết, bị lôi kéo hết. Tầng cung nô nó cực kỳ quan trọng với một người đàn ông, quan trọng vô cùng. Đó, đây là cung nô bộc. Đây nhé, Thiên Đồng nhập về cung nô cũng là trợ tá, là phò tá, trợ nâng cung thiên di được xuất ngoại. Nó thể hiện người này đông bạn bè, phức tạp cho các mối quan hệ bạn bè, nhiều tầng lớp bạn bè như thế nào. Rồi, tiếp theo về cung thiên di. Về cung thiên di, Thiên Đồng lúc này nó là thể hiện cuộc sống yên bình, thế nhưng người này sẽ đi lại rất nhiều. Không khác ý nghĩa, không khác gì sao Thiên Mã. Đi suốt ngày là sao Thiên Đồng, nó cung thiên di. Đi khắp các nơi, thậm chí về tha phương cầu thực là Thiên Đồng, nó cung thiên di. Mà đi ra ngoài người này sẽ cẩn thận về tính cách, từ cái đi, cái đứng, cái nhìn họ rất từ tốn chậm chạp. Thiên Đồng nó là khả năng quan sát để tránh cái họa đi. Người ta hiểu như thế nhé. Thiên Đồng, Thiên Đồng được đi đây đó, đi suốt ngày, nó không thể ngừng nghỉ được. Thiên Đồng. Tiếp theo về cung tật thì cái này là giống cái cung nô này, họ tá, trợ tá xuất ngoại của cung thiên di. Về tật thì nó chủ về bộ máy tiêu hóa, bộ máy tiêu hóa. Nhưng xét kỹ, bởi vì riêng về cái cung tật ách này, cẩn thận, nếu như dính căn số là rất mệt, thứ hai là dính nghiệp số là rất mệt, nghiệp chướng rất mệt, hết sức chú ý cung tật ách khi có sao Thiên Đồng nha.
Tiếp theo về môn tài vật, nó thể hiện là dễ kiếm tiền. Và khẳng định một điều nữa, tôi không ủng hộ điều này, nhưng tôi khẳng định bất cứ ông nào thiên tầm tư tài ấy, rất mê cờ bạc, nhưng ông ánh rất đỏ bởi vì là phúc tinh. Bất cứ ông nào có thiên đồng cũng tài vật, đánh lô đánh đề đánh vương vua đánh vừa thì cũng trúng, thế mới lạ. Như vậy hên xui mà là chỉnh hên, bởi vì nó là phúc tinh. Đó là sao thiên đồng, thiên đồng nhập về cung tài, mê kiếm tiền thì cũng mê tiêu tiền, chi tiêu tiền cách điên cuồng và phóng khoáng. Tiếp theo là tay trắng lập nghiệp, cung tài với sao thiên đồng. Nếu như hộ thêm cát tinh hoặc trợ tinh tam hóa tải hữu thì nhanh giàu có, tay không lập nghiệp. Nếu như hộ thêm cái lục sát tinh bình đà không kiếp linh hỏa, hay như tổ hợp mệnh tài quan có thiên đồng mà ôm thêm tăng tiêu điếu thì rất dễ vỡ nợ vì cờ bạc ăn chơi. Đó là sao thiên đồng. Thế nhập thì cung tài bạch và chi tiêu tiền khủng khiếp lắm nha, vào nhiều mà ra cũng lắm, là sao thiên đồng, trạng thái nó không ổn định là thiên đồng. Nếu như đi cùng với cát hóa tức là khoa quyền lộc thì may mắn, cùng với lục cát tinh thì dễ làm giàu. Đặc biệt nó đi với các bộ sao tài tinh thì chắc chắn sẽ giàu có, có khả năng buôn bán tốt. Sao thiên đồng buôn may bán đắt lắm. Tài tinh thì gồm cái gì? À, nó gồm thiên mã, lộc tồn, hóa lộc, hoa cái, nhiều rất nhiều. Khi cứ có những cái bộ này đi vào kết hợp với sao thiên đồng thì rất dễ kiếm tiền, hoặc thêm khoa quyền lộc nữa, kiếm tiền rất giỏi, kiếm tiền giỏi lắm, kiếm khủng khiếp luôn. Khoa quyền lộc thứ nhất là mình ví dụ kiểu cơ cự đồng hoặc khoa quyền lộc, à thiên đồng hóa quyền cự môn là có hoa lộc, người này kiểu gì giàu có rồi, kiếm tiền là khả năng tuyệt vời người này rồi, mở miệng là ra được tiền rồi, buôn may bán đắt, buôn hay bán giỏi rồi, cự môn nó gặp là sao hóa lộc đấy. Đấy là cái tổ hợp cách của sao thiên đồng nhập về cung tài. Thế nhưng mà nó là sao rất nhạy cảm, khi mà gặp các bộ sát tinh anh phá cái lục sát kình đà cung kiếp hỏa linh, hay như là cái gặp thiên không hay như là vòng âm long trực gặp anh trực phù này, nhưng khả năng ít hơn nhé, khả năng sẽ ít hơn. Còn tan tuy điếu gặp anh yếu khách này đó, tới hổ phù thì gặp anh ra quan phù này, mở thở thê hám một tí, thêm tí sát tinh nhỏ nhỏ vào đi là cờ bạc như danh, ăn chơi kinh lắm. Mới là sao thiên đồng, chơi ngày hôm nay chẳng nghĩ ngày mai sao thiên đồng. Nhưng tiếp theo là thiên đồng nhập cung tử tức. Sao thiên đồng nhập cung tử tức thì cung tử tức nó thể hiện vấn đề con cái. Thì sao thiên đồng sẽ là thiên hướng là chiều con nhé, đúng không? Chiều con, thậm chí đến mức là nuông chiều con nếu gặp hóa lộc, đúng không? Chiều con quá đà thái quá đấy, thì cùng hóa lộc phải rất chăm chiều con. Về số lượng con cái là đông con đó, đó là sao thiên đồng, nhà dễ có con nuôi và chắc chắn có con nuôi nếu như gặp quan quý quan phúc. Quan này, quý này, quan này, phúc này, đó tức là sao ân quan thiên quý thiên quan thiên phúc thì chắc chắn là sẽ có con nuôi nhé. Sao thiên đồng, thiên đồng là rất đông con. Nếu như gặp cái gì gặp triệt gặp hao kỵ hình thì rất muộn và rất khó có con. Và lật ngược lại vấn đề là cung tử, nếu như bị chậm muộn con hoặc rơi vào trường hợp hiếm muộn con, phải xét ngược lại ngay cái thằng thiên đồng, tức là đã gây ra cái nghiệp gì thì trả cái đó đi thì mới có con. Thì rất nhiều trường hợp mà thiên đồng nhập vị tử mà cung tật nó xấu nữa, phải thực hiện một cái lễ nghi đó là cầu tự mới có con. Vì thiên đồng nó mang tính chất tâm linh, người ta không hiểu hết được, không phải tự nhiên mà mỗi năm hàng nghìn người, thậm chí là hàng vạn cặp vợ chồng mà đi về rất nhiều khu như là chùa hương tích ấy, hương tích tự ấy, rồi thì về Côn Sơn kiếp bạc để cầu tự cầu con, và cũng rất nhiều người linh ứng là có con nhờ việc đi cầu tự, tức là khoa học thuốc men chán lại không được nữa rồi thì đi cầu.
là do một nhân duyên đặc biệt về vấn đề tâm linh thì lại có con, đó là cái tính thiên đồng ở cung tiểu thức nhé, thiên đồng. Nếu mà gặp các bộ sao hiếm muộn như là kình hình kỳ hao diêu đẩu quân thay tuế triệt lọ cư về cung tử hoặc thiên đồng chắc chắn sẽ bị muộn con. Và thiên đồng là nơi thể hiện có điều nữa, 7 đến 11 năm, tức là nếu có con ấy thì thường hai đứa, đứa đầu và đứa thứ hai là cách nhau ra khoảng 7 đến 11 năm, đó. Thậm chí là có đứa có khi từ 7 đến 17 năm từ đứa đầu đến đứa này, đó là thiên đồng. Nếu và thiên đồng và cung tử ý nghĩa cuối cùng đó, rất nhiều người có con khi còn đang rất trẻ, có con từ khi còn rất trẻ, có khi 16, 17, 18, 19, 20, 21 rất rất trẻ đã có con rồi, thiên đồng thì cung tử thức. Rồi tiếp theo thiên đồng thì cung vũ tê. Do nó là sao phúc tinh, là chủ về thay đổi, thế nên đầu tiên là lấy vợ lấy chồng là người phương xa, là sao thiên đồng. Đàn ông mà có thiên đồng nhập về cung phu thê thường là lấy vợ hơn tuổi. Đàn bà có thiên đồng cung phu quân lấy chồng kém tuổi, nó là sao thiên đồng. Thứ hai, vợ chồng hay giận dỗi nhau, sao thiên đồng. Thế nhưng ở cung phu thê nó lại là điểm lành, là điểm tốt ở cung phu thê. Vì thiên đồng nơi chủ sự về đảm đang tháo vát, lo công việc trong gia đình rất chỉn chu, thiên đồng nhập về cung phu thê thích lắm, thích lắm. Đàn ông mở thiên đồng cung phu thê ấy, mà lấy vợ muộn thì lấy được vợ rất trẻ nhé, lấy vợ rất trẻ là thiên đồng nhập về cung phu thê. Cái tiếp theo ấy, ở cái cung phu thê này, thiên đồng nó thể hiện tất cả cái gì phúc tính đẹp nhất ở đây. À, anh nào có thiên đồng cung thê thì lấy được người vợ biết chăm lo trong gia đình, lấy được người vợ là biết hương khói cho tổ tiên nhà chồng, lấy được người vợ là biết chăm bố mẹ chồng, thiên đồng cung phu thê rất hay, cực kỳ hay. Thế nhưng do là sát tinh, nó do là phúc tinh, rất sợ sát tinh đi vào, nếu như gặp triệt hồi thêm nhiều sát tinh ám tinh thì người này thể hiện rằng nhiều lần hôn nhân đổ vỡ, thay đổi qua nhiều lần tình duyên, nhiều lần thất thì mới thành thành duyên, nhiều lần duyên thì mới thành thất. Đó là sao thiên đồng thì cung phu thê, nó rất sợ tầm triệt, tuần thì còn đỡ thôi, nhưng triệt này nó ví dụ thiên đồng này ngộ cái gì mã này, tang này, hình này, triệt này, kỵ này, ở cô quả nhập hết rồi cung phu thê thì là rất dở, cực kỳ dở. Nên nó rất sợ cái thằng triệt này đi vào, không có triệt thì còn đỡ, không sao. Trên đầu cung phu thê rất thích cái gì, thứ nhất là song lộc, tức là lộc tồn hóa lộc, vợ chồng yêu thương bảo ban nhau. Thứ hai là khoa quyền, vợ chồng biết dạy dỗ nhau. Anh nào mà có khoa quyền được thì cung thê lấy người vợ rất dở, rất đảm đang, dạy được chồng làm giàu, dạy được chồng mọi thứ, từ ứng xử với nhân gian thế thái nhân tình đến mọi việc, khoa quyền. Tiếp theo là gặp ân quang thiên quý, hạnh phúc đến đầu bạc răng long. Gặp thiên quan thiên phúc, vợ chồng biết bảo ban để mà cùng tu tập tu hành làm việc thiện lành, đó là thiên đồng. Nếu như phu thê này có thiên đồng mà hội đào hồng thêm diêu đà kỵ thì rất chân chuyên về chuyện tình ái nhân duyên, rất long đong lận đận về chuyện tình cảm, đấy là sao thiên đồng. Hội thêm ám tinh tại cung phu thê, chúng ta nhớ do thiên đồng là một phúc tinh, thế nên nó rất nhạy với lục sát, rất nhạy với các bộ sao ăn chơi, nhưng cũng rất nhạy với phúc tinh, tài tinh. Gặp cái gì cái lập tức nó biến đổi, biến tướng đi ngay. À, gặp hóa lộc nó đẹp ngay. Thế nhưng gặp thiên hình nó xấu luôn, gặp địa kiếp hỏng luôn, gặp diêu kỵ điếu bỏ đi luôn. Đó chính là thiên đồng, nó tạo thành cách nghiệt ngập đấy nhé.
mà thậm chí thiên đồng hóa kỵ địa kiếp mà nhập về cung phu thê, người vợ người chồng ăn chơi nghiện ngập phá tan tài sản gia đình nhà trong gia đình ra này, để rất là sợ sang thiên đồng này, rất là sợ, nó rất mong manh, rất dễ vỡ đấy, chính là sang thiên đồng. Nó không thể nào khôn khéo như Thái Dương được, không thể cứng rắn như Vũ Khúc được, không thể nào lanh lợi như Tham Lang được, không thể nào sắc bén như Sao Thất Sát được, không thể nào mà điên cuồng ngạo nghễ như Phá Quân được, nó cũng không thể nào mà nó từ tốn như Sao Tử Vi được, nó không thể nào khôn ngoan vừa vặn giống Sao Thiên Phủ được. Thiên đồng nó khác, thế nên tính giải ách trừ tai của nó cũng ít thôi. Đây là cái anh rất dễ hư hỏng, rất dễ đổ đốn, là chính là sao thiên đồng đấy nha. Thiên đồng đấy, rồi mình cùng huynh đệ đông anh em nhá, huynh đệ đông anh em có thể nhà từ 4 đến 5 người anh em trong nhà nhé, thường là sẽ có chị em gái nhé. Thiên đồng mọi người một nơi, mọi người một xứ. Thiên đồng cô huynh đệ yêu thương nhau, bảo ban nhau, bao bọc lẫn nhau, đúng không? Đây là đặc tính của sao thiên đồng. Rồi thiên đồng đi vào vận cũng thế thôi, có gì khác đâu, chả có gì khác cả, vào vận giống ở mạnh thôi, thay đổi. Chính phúc nổi lên, nhân duyên sẽ đến là thiên đồng, dễ xuất ngoại là đại vận của thiên đồng, gặp nhiều may mắn là vận đưa sang thiên đồng nhé. Thiên đồng đi vào vận nữa thì chúng ta học cái giá trị cốt lõi của nó là hiểu đại vận nó xảy ra như thế nào thôi, tiểu hạn nó sẽ xảy ra như thế nào thôi nhé.